Kiếm đạo đệ nhất thần tập 71, mắt thấy tô dịch đi thẳng vào cửa chính hoán khê sa, Nguyên Hằng không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng đi theo, ồ, khí tức trên thân tiểu tử kia sao có chút cổ quái. Chấp mũi lão đạo sĩ ngửi ngửi, ánh mắt nhìn về phía trên người tô dịch mới vừa đi vào cửa chính hoán khê sa, đôi mắt đục ngầu nổi lên một tia hồ nghi, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ, nam tử áo bào đen gầy gò đã dẫn người khí thế hùng hổ lao tới, các huynh đệ, thu thập một trận cẩn thận tên khốn mưu toan chơi miễn phí này cho ta. Nam tử áo bào đen quát to, lão đạo sĩ biến sắc hẳn, lòng bàn chân chạy trốn như bôi mỡ, trong miệng hãy còn kêu to oa oa, lão tử sao có khả năng chơi miễn phí, là các ngươi nói nhu ngọc không bán, nàng nếu là bán, lão tử đâu có thể nào nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu như vậy, khu vực phụ cận vang lên từng đợt tiếng cười vang, tràn ngập không khí vui vẻ, trong đại điện tầng một hoáng khê sa, đèn đút sáng trưng, tráng lệ náo nhiệt phi phàm một đám thị nữ trẻ tuổi như bướm lượng xuyên hoa hầu hạ ở bên cạnh mỗi một vị khách mỗi một người đều dung mạo xuất chúng hoặc kiều mị như lửa hoặc thanh thuần hoặc bát hoặc dịu dàng như nước trên đài ngọc trung ương đại điện có nhạc sĩ tấu khúc nữ tử tuyệt đẹp thành đàn theo tiếng tấu nhạc nhẹ nhàng nhảy múa thân thể mềm mại chỉ khoác sa mỏng trong suốt tản ra mị hoặc mê người công tử ngài một thị nữ xinh đẹp đi lên đón vừa muốn nói gì tôi dịch liền ngắt lời ta đến tìm người. Vậy xin hỏi. Thị nữ vừa muốn hỏi tiếp, Tô Dịch lấy ra một nắm lục phẩm linh thạch đưa qua, không có việc của ngươi. Thị nữ ngẩn ngơ, Tô Dịch đã dẫn theo Nguyên Hằng đi thẳng vào bên trong, một đường xuyên qua sảnh đường đại điện, bộ dáng quen thuộc, chủ nhân, ngài. Không phải đến chơi. Nguyên Hằng lúc này mới như giật mình phản ứng lại, ngươi cảm thấy ta là loại háo sắc đó. Tô Dịch mắt không nhìn nghiêng cảm ứng chuông màu tím trong tay lay động dao động, đi thẳng, đương nhiên không phải. Nguyên Hằng có chút xấu hổ, mình vừa rồi sao có thể mang chủ nhân cùng những kẻ phong lưu kia coi như cùng loại người hoáng khê sa diện tích cực lớn, có động thiên khác, khắp nơi là hành lang như mạng nhện, cùng với đại điện cánh cửa chẳng chịt phân bố, người lần đầu tiên đến, nếu không có người hầu dẫn, sợ là thế nào cũng lạc đường. Tô dịch lúc đi trên đường, gặp được không ít cô nương có thể xưng tuyệt sắc, có kẻ rõ ràng là cỏ cây tinh quái biến ảo, phong tình độc đáo, Sa Phu kia nói không sai, cô nương Hoáng Khe Sa này đều có tu vi trong người, điều này làm sức quyến rũ của các nàng ở trong mắt tu sĩ cũng trở nên không gì so sánh nổi, nhưng Tô Dịch đối với điều này lại coi như không thấy, cô nương đẹp không? Đẹp, nhưng trừ tuyệt đại mỹ nhân hàng đầu thế gian cỡ đó, hạng người khác đều không được hắn đặt vào mắt, Huống chi, Hoáng Khe Sa danh tiếng lớn nữa, chung quy cũng chỉ là một lầu xanh nữ tử ở trong đó, hoặc là bán rẻ tiếng cười, hoặc là bán thân, quanh năm suốt tháng, từng hầu hạ không biết bao nhiêu nam tử. Điều này làm tô dịch hoàn toàn không có tâm tư khác, một bờ môi son vạn người hưởng, nghĩ một chút cũng ghê tởm nha. Chính bởi vì như thế, tô dịch mới vô cùng khó hiểu, khi đến nơi đây, không khí rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều, cửa vào hành lang đó, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục cung đình, búi tóc cao, cả người tản ra phong vận thành thục quyến rũ đứng thẳng. Khi nhìn thấy hai người tô dịch và nguyên hằng, nữ tử trang phục cung đình rõ ràng ngẩn ra một phen, sau đó khẽ nhúng chân thi lễ, nói, hai vị khách nhân, nơi đây chỉ chiêu đãi khách quý hoán khê sa chúng ta, mời hai vị dừng lại. Thái độ không thấp kém không kiêu ngạo, tô dịch dừng bước, hỏi, cuối hành lang này cuối đi thông nơi nào? Tô dịch nhìn như còn trẻ, khí tức lạnh nhạt xuất trần, trấn định tự nhiên, điều này làm nữ tử trang phục cung đình cũng không dám kinh thường, thấp giọng nói không dối công tử nơi đó là thủy vân giảng trong đó có động thiên khác chỉ có khách nhân tôn quý nhất hoáng khê sa mới có thể ở trong đó dùng tiệc hưởng lạc tô dịch lại hỏi bây giờ ai dùng tiệc ở trong thủy vân giảng kia nữ tử trang phục cung đình mang theo nụ cười khách khí mà bình thản nói công tử thứ lỗi thiếp thân không thể nói tô dịch nhíu mày nói thôi ta cũng không làm khó dễ ngươi có thể giúp ta truyền tin vào thủy vân giảng không Nữ tử trang phục cung đình lắc đầu nói, Thủy Vân giảng quý nhân dặn dò quá, vô luận ai tới, dai không thể quấy rầy, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Nếu không có khác chuyện, còn mời trở về đi. Thần thái mơ hồ đã có chút không kiên nhẫn, tô dịch nhìn nhìn chung màu tím dồn dập khẽ rung không ngừng trong tay, sau đó dương mắt, nhìn về phía nữ tử trang phục cung đình. Nữ tử trang phục cung đình như ý thức được cái gì, nhớ mày nói, công tử, nơi này là hoáng khê sa, ngài nên rõ, nếu là gây chuyện ở đây, sẽ mang đến cho mình hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Thiếp thân cũng không muốn ồn ào không thoải mái, mời hai vị ngài cũng đừng làm ra hành động ngu xuẩn, mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Đây là cảnh cáo cùng uy hiếp, còn chưa dứt lời, không đợi nữ tử trang phục cung đình phản ứng, tay phải tô dịch đã nhẹ nhàng bóp lấy cái cổ ngỗng trắng muốt kia của nàng, bị kích thích khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên biến sắc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ thiếu niên trước mắt này dám hành hung ở địa bàn Hoáng Khê Sa. Cần biết, Hoáng Khê Sa là một trong tứ đại danh lâu thành cửu đỉnh, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng đều không dám ở đây quát tháo nổi hung. Tô dịch thản nhiên mở miệng, trong cửa thay người ta là chức trách của ngươi, ta còn kinh thường vì thế mà giết ngươi, chẳng qua, ta cũng đã nghĩ giúp ngươi một cái biện pháp tốt không cần chịu trách nhiệm, nữ tử trang phục cung đình sửng sốt, sau đó cổ nàng đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức, thân thể mềm nhũng ngất ngã xuống đất, nguyên hằng, ngươi trong nơi đây. Tô dịch nói xong, liền cất bước đi vào chỗ sâu trong hành lang, vâng. Nguyên hằng nghiêm nghị nhận lệnh, hắn ý thức được, chủ nhân rất có thể đã nhận ra tình huống gì không tốt, mới không tiếc xông vào nơi đây. Trên hồ nước xanh biếc, xây dựng một tòa cung điện đơn giản trang nhã rộng lớn, cung điện như do bạch ngọc xây thành, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa, đây là thủy vân giảng, nơi bí ẩn như vậy, ở Hoán Khê Sa tổng cộng có 9 cái, chuyên môn chỉ chiêu đãi khách quý đỉnh cấp nhất của Hoán Khê Sa. Trong cung điện lúc này, ca cơ giọng hát tuyệt vời, vũ cơ kỹ thuật nhảy uyển chuyển đều đã giải tán. Cổ thương ninh ngồi ở trên tiệc, thích ý uống rượu, ánh mắt hắn ngẫu nhiên đảo qua người khác trên tiệc, tâm tình lại có chút trầm thấp. Theo ý ta, thiên hạ hiện nay, trong nhóm nhân vật cổ đại đầu tiên từ trong ám cổ chi cấm thức tỉnh gần 10 năm qua, kẻ có thể ở trong đại thế rực rỡ dẫn dắt phong tao, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, mà trong đó, chỉ có cổ huynh khiến ta khâm phục nhất, vị trí thượng thủ, một thanh niên áo bào đỏ đầu trọc, khuôn mặt tuấn tú cười mỉm mở miệng, nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía cổ thương ninh, một đôi mắt yêu dị như lưỡi đao, lộ ra khí tức khiếp người, cổ thương ninh lắc đầu than nhẹ, tư không huynh quá khen, ta xa không thể so sánh với ngươi. Thanh niên áo bào đỏ đầu trọc tên là tư không báo, yêu nghiệt cổ đại truyền nhân hạt giống trung tâm thiên yên ma môn thế lực ma đạo đỉnh cấp thương thanh đại lục ba vạn năm trước đặt ở năm đó cũng là ma đạo tuyệt tài vang danh thiên hạ cổ thương ninh ngươi người này cái gì cũng tốt chỉ là quá khiêm tốn rồi tư không báo cười to ai chẳng biết tổ phụ ngươi chính là trấn không chiến hoàng đại nhân một trong thương thanh cửu hoàng huống chi cổ thị nhất tộc các ngươi sớm ở ba vạn năm trước là một trong ba đại hoàng đạo thế gia của thương thanh đại lục luận nội tình luận xuất thân không kém hơn tư không báo chút nào, thậm chí còn hơn. Cổ thương ninh than thở, buồn bã nói, những phong cảnh trước kia, sớm đã tiêu tán trong dòng sông năm tháng, ta hôm nay, cũng chỉ là người cô đơn mà thôi, nào như tư không huynh, bên người cường giả tập hợp, hôm nay càng là thượng khách của hoàng thất đại hạ, có thể xưng là hình mẫu của chúng ta. Đoạn lời này, tuy là lời khen tặng khách sáo, nhưng thật ra cũng không khuếch đại, như các nam nữ bây giờ ngồi ở trong đại điện này, tuyệt đại đa số đều là thủ hạ đắc lực của tư không báo, tu vi yếu nhất cũng có nguyên phủ cảnh hậu kỳ, mạnh nhất, đã chỉ thiếu một bước liền bước vào trong cấp bậc linh đạo, mà đây, chỉ là một bộ phận lực lượng tư không báo triển lộ ra, ở sau lưng hắn, nghe nói còn đứng nhiều vị hộ đạo giả có được tu vi linh đạo. Trừ những người này, trong đại điện còn một nam một nữ ngồi, nam tử mặc một bộ áo mãn bào màu vàng tươi, đầu đội ngọc quang, vẻ mặt kiêu căng, tên là Hạ Tĩnh Vũ chính là hậu duệ hoàng thất đại hạ. Cha hắn chính là tộc đệ hạ thường xuyên đồng tông của đương kim hạ hoàng, phong hào, vĩnh vương, nữ tử mặt đạo bào, búi tóc đạo sĩ, khoảng hơn 30 tuổi, khí chất cổ hủ, nghiêm túc không đùa cợt, tên là phong ninh, biệt hiệu phong đạo cô, chen thân hạng năm trong 10 đại cao thủ tụ tinh cảnh của thành cửu đỉnh, cần biết, thành cửu đỉnh ngọa hổ tàng long, cường giả như mây, không biết hội tụ bao nhiêu hạng người kinh thải tuyệt diễm phong đạo cô có thể ở cấp bậc tụ tinh cảnh, có được xếp hạng thứ năm, có thể nghĩ mà biết đạo hạnh của nàng lợi hại cỡ nào, tuyệt đối có thể xưng là một trong một đám người đỉnh cao nhất dưới đại tu sĩ linh đạo. Mà phong đạo cô tối nay, đảm đương tùy tùng của hạ tỉnh vũ. Ha ha ha, cổ huynh, chúng ta cũng không cần khách sáo thử nhau, lần này ta mời ngươi đến, tâm tư nghĩ hẳn trong lòng ngươi rất rõ, trong tiếng cười lớn, tư không báo mắt như kiếm sắc, nhìn cổ thương ninh, nói, mà bây giờ ta chỉ muốn cổ huynh cho một câu trả lời rõ ràng ánh mắt người khác ở đại điện cũng đều nhìn về phía cổ thương ninh cổ thương ninh nhíu mày sau đó vẻ mặt bình thản nói ý tốt của tư không huynh lòng ta xin nhận nhưng cổ thương ninh ta xưa nay không thích ăn nhờ ở đậu mong rằng tư không huynh thứ lỗi tâm tư tư không báo hắn tự nhiên rõ đơn giản là muốn mời chào mình đến dưới trướng cống hiến cho y sắc mặt tư không báo trầm xuống không khí ở đại điện nhất thời áp lực, Hạ Tĩnh Vũ hừ lạnh nói, cổ huynh, ta cùng tư không huynh đã triển lộ ra đủ thành ý, nhưng ngươi lại nhiều lần từ chối, cái này quá mức khiến chúng ta lạnh lòng rồi, dừng một chút, hắn nói, ta cũng không ngại nói rõ, qua một đoạn thời gian nữa, hoàng thất đại hạ ta sẽ hướng thiên hạ tuyên bố yêu nghiệt của đại bản, mà dựa theo cha ta phân tích, chỉ cần yêu nghiệt của đại tên xuất hiện trên danh sách, nếu không cho đại hạ ta sử dụng, vậy là kẻ địch của đại hạ ta nói đến đây ánh mắt hắn nhìn về phía cổ thương ninh nói cổ huynh ngươi chẳng lẽ là muốn trở thành kẻ địch của đại hạ trong giọng nói đã toát ra ý uy hiếp cổ thương ninh uống một chén rượu cười nói ngươi chỉ là một tên hoàng thân quốc thích không đại biểu được toàn bộ đại hạ huống chi theo ta biết đương kim hạ hoàng ban bố yêu nghiệt cổ đại bản cũng không phải là muốn mang yêu nghiệt cổ đại trong thiên hạ này một lưới bắt hết hắn đặt chén rượu xuống Ánh mắt mơ hồ mang theo một tia kinh thường, nếu nói lời không khách khí, ngươi một tên con cháu hoàng tộc mà thôi, nếu dựa vào thân phận đã cho rằng có thể hoành hành không kiên kỵ, sớm hay muộn đại họa tới đầu, sắc mặt Hạ Tỉnh Vũ trở nên âm trầm, vỗ mạnh xuống bàn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không khí đại điện càng thêm áp lực, Tư Không Báo ngồi ở thượng thủ cười khoát tay, nói, hai vị chớ tranh cãi nữa, tâm ý cổ huynh, Tư Không Báo ta đã rõ, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn đột nhiên ngồi thẳng người, toàn thân tản mát ra một uy thế bức người, ánh mắt sắc bén như đạo nhìn chầm chầm cổ thương ninh, nói, chẳng qua, ta lời xấu có thể nói ở trước, chờ lan đài pháp hội kết thúc, lúc tới tu di tiên đảo, cổ huynh tốt nhất cẩn thận một chút, chớ nổi xung đột với chúng ta, nếu không, cũng chỉ có thể coi là kẻ địch để đối đãi. Lời nói lạnh như băng, không chút nào che giấu ý uy hiếp, cổ thương ninh ồ một tiếng, nói, chuyện về sau, về sau lại nói tư không báo nhịn không được cười lên ha ha nói cổ huynh có muốn biết tư không báo ta là đối đãi kẻ địch như thế nào hay không ánh mắt cổ thương ninh lóe lên nói tư không huynh đây là ý gì tư không báo phất phất tay nói thực không dám giấu đêm nay trừ bày tiệc chiêu đãi cổ huynh ta còn muốn thu thập một tiểu nha đầu không nghe lời nhưng cơ hội này để cổ huynh kiến thức một chút cũng không sao nói xong hờ nờ vung tay đưa người lên cho ta một nữ tử đồ đen xinh đẹp quyến rũ đẩy ra cửa cung điện đi vào. Ở trong tay nàng, sách một thiếu nữ áo trắng lâm vào hôn mê. Sau khi tới giữa đại điện, nữ tử đồ đen ném thiếu nữ áo trắng trong tay lên mặt đất. Ánh mắt mọi người đang ngồi, đều đồng loạt đặt ở trên thân thiếu nữ áo trắng đang hôn mê kia. Đẹp quá! Mọi người đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Thiếu nữ áo trắng này mặt mày như vẻ, dung mạo như tiên, thật sự là tuyệt đại gia nhân khó gặp, xinh đẹp khiến lòng người ta run rẩy dù là cổ thương ninh cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc, thiếu nữ phong tư tuyệt thế bực này, sao có thể rơi vào trong tay tư không báo kẻ tàn bạo ngang ngược bậc này. Cổ huynh, nữ tử này tên Nguyệt Thi Thiền, một tháng trước, hai thuộc hạ của ta thưởng thức tài tình của cô ta, muốn mời cô ta bái vào dưới trướng của ta, nào ngờ, lại bị cô ta cầm kiếm giết hại, một đôi mắt kia của tư không báo như lưỡi đao, không kiên nể gì đánh giá trên người Nguyệt Thi Thiền ngã ở giữa đại điện, trong mắt dân trào hận ý lạnh như băng cùng với một mảng tham lam cùng dục niệm như có như không. Trong lòng cổ thương ninh âm thầm cười lạnh, cái gì gọi là thưởng thức tài tình của người ta. Rõ ràng chính là tham sắc đẹp của đối phương, đám thuộc hạ kia của tư không báo, kẻ nào cũng như tà ma ngoại đạo, làm việc không kiên kỵ, hai tay nhuốm đầy máu tanh, dù mang bọn hắn giết hết, cũng không sẽ oan uổng một người tốt. May mắn, ngay tại bảy ngày trước, sau khi nữ tử này tiến vào thành cửu đỉnh, bị ta vừa vặn bắt giữ, tư không báo nói đến đây, cảm thán nói nói thật nữ tử này kiếm tâm tinh thuần cứng cỏi có được huyền chiếu linh thể hiếm thấy trên đời tuy chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh trung kỳ nhưng chiến lực cỡ đó đủ để thoải mái tiêu diệt nhân vật tụ tinh cảnh trong thế tục này đặt ở ba vạn năm trước cũng chỉ có truyền nhân trung tâm của đại giáo cổ xưa mới có thể so sánh với cô ta cổ thương ninh không khỏi động dung tư không huynh nói không sai ta từng nghe nói nguyệt thi thiền này không có gì bất ngờ tên của nàng nhất định sẽ xuất hiện ở trên kỳ tài đương thời bản hạ tĩnh vũ cũng mở miệng đáng tiếc nàng chung quy chỉ là một tán tu đến từ đại chu không môn không phái lại đắc tội tư không huynh dù là kỳ tài đương thời cũng phải vì thế trả giá thê thảm đau đớn nguyệt thi thiền này đến từ đại chu trong lòng cổ thương ninh chấn động hơi kinh ngạc ngay lập tức nhớ tới tô dịch đối phương tương tự cũng đến từ đại chu không sai đại chu một quốc gia bé bằng lỗ mũi không báo lộ ra một nụ cười lạnh như băng, cổ huynh không ngại đoán xem, ta sẽ bào chế tiểu tiện nhân này như thế nào, không đợi cổ thương ninh mở miệng, hắn đã thản nhiên nói, nếu là giết, không khỏi đáng tiếc, nếu là thả, trong lòng ta lại không thoải mái, cho nên, ta ở cùng ngày bắt giữ cô ta, đã gieo vào trong cơ thể cô ta, phu ma độc cổ, loại độc cổ này sẽ không thương tổn cô ta chút nào, chẳng qua lại sẽ khống chế thần trí của cô ta, để cô ta trở thành một nô bột mặt cho bài bố ta nói gì nghe nấy, nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía cổ thương ninh, cười ha ha nói, đương nhiên, nếu là kẻ địch bình thường, thì không hưởng thụ được đãi ngộ bực này, dù sao, vua ma độc cổ hiếm lạ vô cùng, luyện chế cũng cực kỳ khó khăn. Nếu có khả năng, về sau ta không hy vọng cổ huynh cũng nhấm nháp tư vị của độc cổ bực này, lời nói tràn ngập uy hiếp, cổ thương ninh khẽ biến sắc, im lặng một lát, hắn hít sâu một hơi, nói, có thể nể mặt ta một lần, thả nàng hay không? Mọi người ở đại điện đều ngẩn ra, như không ngờ, Cổ Thương Ninh sẽ đưa ra một cái thỉnh cầu như vậy, ánh mắt Tư Không Báo cổ quái, nói: "Cổ huynh hẳn sẽ không là nhìn trúng tiểu tiện nhân này rồi chứ?" Cổ Thương Ninh nhíu mày, nói: "Nếu Tư Không huynh nguyện dơ cao đánh khẻ, về sau có cơ hội, Cổ Thương Ninh ta chắc chắn báo đáp." Tư Không Báo vỗ đùi, cười ha ha nói: "Báo đáp thì không cần, chỉ cần Cổ Thương Ninh ngươi nguyện đầu nhập vào ta, ta lập tức thả vị Nguyệt cô nương này." nếu không cổ thương ninh ngươi hôm nay dù quỳ xuống dập đầu với ta ta cũng tuyệt đối sẽ không tha tuyệt thế đại mỹ nhân yểu điệu này sắc mặt cổ thương ninh nhất thời trở nên âm trầm nói tư không báo ngươi xác định muốn xé rách da mặt với ta không khí đại điện bắt đầu áp lực căng thẳng xé rách da mặt tư không báo lại lộ ra vẻ mặt khinh thường vương người đứng dậy bước về phía nguyệt thi thiền giữa đại điện cổ huynh ta vừa rồi nói muốn cho ngươi thấy bào chế tiểu tiện nhân này thế nào, bây giờ, ngươi phải mở to hai mắt nhìn cho rõ. Khi nói chuyện, hắn lấy tay chọc về phía Nguyệt Thi Thiền trên mặt đất. Ngươi dám. Cổ thương ninh vỗ bàn đứng lên, còn chưa đợi hắn có động tác một bước tiếp theo, trầm một tiếng, cửa chính đóng chặt của cung điện bị người ta từ bên ngoài đá văng, dưới một cú đạp, cửa chính cung điện dùng linh một thượng hảo luyện chế thành kia, giờ phút này như tờ giấy ầm ầm nổ tung, vụn gỗ bắn tung tóe mọi người đang ngồi đều cả kinh tư không báo đang muốn ra tay bào chế nguyệt thi thì ngẩng phát đầu lên con người như một đôi kiếm sắc bén khiếp người nhìn về phía ngoài cửa lớn cổ thương ninh vỗ án đứng lên cũng bị một cái biến cố như vậy kinh động ánh mắt vô ý thức nhìn qua chỉ thấy dưới ánh đèn bóng đêm một thiếu niên áo bào xanh như ngọc cô đơn xuất trần đi vào trong đại điện bước đi nhàn tản vẻ mặt lạnh nhạt ngươi là người phương nào tư không báo nhíu mày người khác đang ngồi đều kinh nghi bất định. Nơi này là Thủy Vân Giảng, hoán khê sa chiêu đại khách quý, cực kỳ bí ẩn, chưa có cho phép, nhân vật bình thường căn bản không dám cứng rắn xông vào. Nhất là, tối nay bọn họ lúc dùng tiệc, rõ ràng từng dặn dò, vô luận xảy ra chuyện gì, quyết không cho phép tới quấy rầy. Nhưng bây giờ, lại có một thiếu niên lai lịch không rõ, công khai đạp cửa mà vào. Điều này làm tư không báo cũng có chút không cân nhắc ra, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, cho nên trong lòng phẫn nộ nữa cũng tạm thời ẩn nhẫn, Tô Huynh. Cổ thương ninh giật mình, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn vừa rồi còn bởi vì Nguyệt Thi Thiền mà nghĩ tới Tô Dịch, chưa từng nghĩ, đối phương giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt, Tô Dịch liếc cổ thương ninh một cái, liền mang ánh mắt nhìn về phía trên người Nguyệt Thi Thiền lâm vào hôn mê trên mặt đất, ánh mắt của hắn từng chút một trở nên lạnh như băng, một lần này, nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ, cảm ứng được chuông màu tím động tĩnh lạ, nếu không phải trực tiếp xâm nhập nơi đây, Kết cục của Nguyệt Thi Thiền quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Ngươi nhận ra người này. Ánh mắt Tư Không Báo nhìn về phía Cổ Thương Ninh, Cổ Thương Ninh mặt không biểu cảm nói, "Tô huynh là ân nhân của ta, hắn giống với Nguyệt Thi Thiền, đều đến từ Đại Chu, ta lúc trước muốn cứu Nguyệt Thi Thiền, đó là muốn báo đáp ân tình của Tô huynh, bây giờ, Tư Không Báo ngươi hiểu chưa?" Tư Không Báo cười ha ha, "Ta còn cho là thần thánh phương nào dám đến phá nhã hứng của chúng ta, thì ra" cũng là tu sĩ đến từ Đại Chu à." Thanh âm lộ ra đùa cợt, mọi người đang ngồi cũng thoải mái, sau đó sắc mặt đều trở nên âm trầm, đều bắt đầu tức giận, một thiếu niên đến từ Đại Chu mà thôi, lại dám chạy tới đây dương oai, quả thực chán sống. Ngươi là ân nhân của cổ thương Ninh, nghĩ hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu không, tuyệt đối không có lá gan xâm nhập chỗ này, khi nói chuyện, Tư không báo xoay người quay về thượng thủ ngồi xuống, ánh mắt trêu tức mà lạnh như băng không kiên nể gì đánh giá tô dịch, mà ta không đoán sai, ngươi hẳn là đến vì cứu tiểu tiện nhân này, đúng không? Hắn ung dung, nhìn như tùy ý, nhưng một thân khí tức lại cực kỳ đáng sợ khiếp người, như một con mảnh thú hồng hoang nhìn chầm chầm con mồi, tô dịch không để ý tới những thứ này, hoặc là nói, hắn từ sau khi tiến vào đại điện, trừ chỉ liếc cổ thương ninh một cái, trực tiếp không nhìn người khác ở đây, lúc này hắn đi lên, tới bên người Nguyệt Thi Thiền, đánh giá một phen, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn người chưa có việc gì tư không báo ánh mắt nghiền ngẫm như mèo vờn chuột tràn ngập trêu tức ha ha vô dụng ngươi dù cứu ả đi ả cũng sẽ ngoan ngoãn lại trở về bên cạnh ta nghe lệnh ta mặc cho ta bài bố chỉ cần ta muốn một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của ả mọi người đang ngồi đều không khỏi cười lên giờ phút này bọn họ đều đã khôi phục trấn định cùng thông dong không có sợ hãi ánh mắt nhìn về phía tô dịch đều mang theo một chút thương hại, trong lòng Cổ Thương Ninh trầm xuống, vội vàng giải thích, "Tô huynh, trong cơ thể Nguyệt cô nương bị gieo vu ma độc cổ, đây là Thiên Yên Ma môn." Tô dịch khoát tay, "Vừa rồi các ngươi đối thoại, ta đều nghe được rồi, một cái độc cổ bất nhập lưu mà thôi, còn chưa làm khó được ta." Khi nói chuyện, hắn cúi người bế Nguyệt Thi thiền lên, đặt nàng tới trước người Cổ Thương Ninh, nói, "Giúp ta chiếu cố một phen." Cổ Thương Ninh vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn ý thức được cô dịch nhìn như bình thản không có cảm xúc dao động thực ra đã hoàn toàn nổi giận độc cổ bất nhập lưu tiểu ca ngươi thoạt nhìn còn trẻ khẩu khí lại so với mấy lão già kia còn lớn hơn nữ tử mặc đồ đen xinh đẹp quyến rũ kia cười khanh khách lúc trước chính là nàng tự tay mang nguyệt thi thiền vào đại điện mọi người đang ngồi cũng cười vang một trận vua ma độc cổ sớm ở ba vạn năm trước đã được xưng là một trong tám đại độc cổ của thiên diễn ma môn dù là đại tu sĩ linh đạo trúng độc cổ này, cũng chắc chắn không thể thoát khỏi kết cục mạng không do mình, thân như con rối nữa, buồn cười lắm. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nữ tử đồ đen xinh đẹp kia, ánh mắt thâm thúy tràn đầy lạnh nhạt, nhưng khi bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, trong lòng nữ tử đồ đen không hiểu sao phát lạnh, tóc gáy dựng lên, khuôn mặt nàng cũng biến sắc, ý thức được không ổn, nhưng đã muộn một bước, chỉ thấy bàn tay Tô Dịch phất một cái, tùy ý như phủi bụi lại có một mảng kiếm khí hiện ra, ngang trời chợt lóe, phốt. Mi tâm nữ tử đồ đen bị đục ra một cái lỗ thủng, thần hồn nổ tung, mắt chợt trợn tròn, bịch một tiếng ngửa đầu ngã quỵ, toàn trường yên tĩnh, tất cả đều chấn động, tư không báo ngồi ở vị trí thượng thủ con ngươi co lại, ánh mắt lóe lên, người khác đang ngồi cũng bị một màn sắc bén bá đạo này kinh động, không ai dám tin tưởng, một thiếu niên áo bào xanh đến từ đại chu như vậy, khi động thủ, sẽ không khách khí như thế kẻ này, quả nhiên vẫn như trước đây. Cổ thương ninh âm thầm cảm khái, hắn từng quyết đấu một kiếm với tô dịch, cũng từng ở trên đại hội linh khúc kiến thức thủ đoạn của tô dịch, tự nhiên rõ, tính tình đối phương chính là cường thế như vậy, nữ tử đồ đen xinh đẹp kia cũng tính là nữ ma đầu cực lợi hại, có tu vi tụ tinh cảnh sơ kỳ, nhưng đụng phải tô dịch, cũng không có gì khác với tìm chết, đồ khốn kiếp, quỳ xuống. Chợt, một nam tử mặt giáp đen, khôi ngô cao lớn đứng lên, Cao chừng một trượng, khí tức bá đạo khiếp người, một trưởng cách không trung bổ về phía Tô Dịch, ầm. Trưởng lực mang theo ngọn lửa màu đen mãnh liệt, bá đạo như vẫn thạch đánh xuống, bàn tay Tô Dịch nhấn một cái, trong tiếng ầm ầm, trưởng ấn ngọn lửa màu đen đập vào mặt kia nổ tung, ánh sáng bắn tung tóe, mà nam tử khôi ngô cao một trượng kia, thì hai đầu gối đập xuống đất, ầm một tiếng quỳ rạp xuống nơi đó, trên mặt sàn hiện ra một mảng hoa văn trận đồ, lúc này mới tan rã lực lượng chấn động cỡ đó nhưng bàn cùng ghế tựa phụ cận nam tử khôi ngô đều ầm ầm nổ tung, dọa người khác phụ cận đều chật vật né tránh, mà cái này cũng chưa tính là xong. Theo bàn tay tô dịch phát lực, một đợt tiếng xương khớp nổ tung làm da đầu người ta phát tê từ trên người đại hán khôi ngô kia truyền ra, mắt thường có thể thấy được da thịt toàn thân hắn toát ra, máu tươi bắn ra, thân thể sụp đổ từng tất một, trong chớp mắt mà thôi, thể xác của hắn đã bị đập vụn thành một đống bùng máu thịt mơ hồ, tử trạng thê thảm một màn kinh hãi đó khiến mọi người ở đây đều biến sắc ý thức được không ổn đại hán khôi ngô chính là một vị tồn tại tụ tinh cảnh hậu kỳ chiến lực cực mạnh mẽ dữ dội nhưng bây giờ lại giống như một con ruồi bọ bị một chưởng vỗ chết mọi người ở đại điện đều lông tóc dựng cả lên hạ tĩnh vũ phong đạo cô đều đã sớm đứng dậy vẻ mặt đầy kinh nghi chỉ có tư không báo vị trí thượng thủ hãy còn ngồi ở nơi đó chỉ là sắc mặt cũng trở nên đặc biệt âm trầm cùng khó coi Hắn lạnh lùng nói, "Cổ Thương Ninh, vị ân nhân này của ngươi không đơn giản nha, thừa dịp ta còn chưa hoàn toàn nổi giận, ngươi nói cho hắn, hậu quả đắc tội ta nghiêm trọng bao nhiêu." "Chỉ cần hắn cúi đầu bồi tội, đầu nhập vào ta, ta có thể mở một mặt lưới, tha chết cho hắn." Trong mắt hắn lóe ra khí tức điên cuồng cùng thô bạo, khí tức cũng trở nên khủng bố âm trầm, Cổ Thương Ninh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, trên thực tế, căn bản không cần tư không báo nói hắn cũng sớm có ý muốn nhắc nhở tô dịch vô luận là tư không báo hay là hạ tĩnh vũ kia thân phận đều không tầm thường còn không đợi hắn mở miệng đã bị tô dịch nâng tay ngăn lại ta không có hứng thú đi tìm hiểu một số người sắp chết người khác ở đây đều giận quá mà cười kẻ này cũng thật kiêu ngạo nha cùng tiến lên giết hắn một ít cường giả lao ra đều lấy ra bảo vật lao đi chém giết tô dịch những kẻ này đều là thuộc hạ của tư không báo nếu đặt ở nơi khác của đại hạ, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong tà đạo, kẻ nào cũng hai tay dính đầy máu tanh, cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn chiến đấu của bọn họ cũng cực phong phú lão luyện, vừa ra tay đã vận dụng các loại bí thuật cùng bảo vật nham hiểm trí mạng. Trong lúc nhất thời, khói độc bốc lên, sát khí càng quét, ánh sáng màu máu bắn nhanh, cùng bao phủ về phía Tô Dịch, cảnh tượng cỡ đó đủ để tuyệt đại đa số tu sĩ nguyên đạo ở thế gian sợ hãi, nhưng ở trong mắt Tô Dịch hoàn toàn không đáng để vào mắt. ầm, uhm. chỉ thấy tay áo bào hắn phồng lên, tay phải đảo qua ngang trời, một đạo kiếm khí màu xanh như giải lụa dựng lên ngang trời, chợt hóa thành ngàn vạn mưa kiếm thổi quét ra, kiếm khí dày đặc đó trực tiếp giống như dòng lũ bể gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. tiếng ầm ầm như cắn xé màn tai vang vọng, các loại bí thuật cùng bảo vật ác độc trí mạng đều ầm ầm nổ tung tán loạn, hoàn toàn như tờ giấy không chịu nổi uy lực của kiếm khí cỡ đó. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên, máu đỏ tươi tung bay, trong chớp mắt mà thôi, các cường giả ra tay kia, đều bị kiếm khí như mưa to càng quét ập tới đánh giết, thể xác bị say nát, máu thịt bay tứ tung, thần hồn cũng bị nghiền thành phấn, hình thần câu diệt, kiếm khí tàn sát bừa bãi, giết địch trong cái phất tay áo. Hạ tỉnh vũ hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi, phong đạo cô khí chất cũ kỹ, đã cầm kiếm đứng ở trước người hạ tỉnh vũ, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ngưng trọng, như đối mặt đại địch, trên chỗ ngồi thượng thủ, tư không báo hoàn toàn không thể bình tĩnh, đứng bật dậy, vẻ mặt xanh mét, cái đầu trơn bóng kia cũng hiện ra một mảng đồ đằng ngọn lửa màu đen yêu dị, lúc trước ở trên đại hội linh khúc, gã này còn là tu vi ít cốc cảnh, lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã bước vào nguyên phủ cảnh, hơn nữa chiến lực còn khủng bố như thế, trong lòng của thương ninh cũng chấn động không thôi. Bị uy thế Tô Dịch trong nhẹ nhàng bâng quơ triển lộ ra làm rung chuyển thật sâu, trong đại điện lúc này, đầy đất hỗn độn, thi hài ngang dọc, máu tươi tràn ngập, Tô Dịch đứng ở giữa đại điện, áo xanh như ngọc, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Mấy thủ hạ còn sót lại kia của Tư Không Báo đã là sắc mặt biến đổi hẳn, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, Tô Dịch không nói lời thừa, cũng lười nói lời thừa, tất bước đi về phía Tư Không Báo, Nguyệt Thi Thiền là một hạt giống kiếm đạo tốt Tô Dịch cực thưởng thức nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại thiếu chút nữa bị người ta chà đạp điều này bảo tôi dịch sao có thể không tức giận hắn một khi tức giận cũng sẽ không quản hậu quả gì dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không ngăn cản được họ tô ngươi thật đúng là muốn chết nha tư không báo hoàn toàn nổi giận rồi thanh âm như từ trong hàm răng ép ra khí tức toàn thân khủng bố như hung thú viễn cổ dữ tận cổ thương ninh khẽ biến sắc tư không báo yêu nghiệt cổ đại truyền nhân trung tâm Thiên Yên Ma Môn, đỉnh cấp ma tông Thương Thanh Đại Lục ba vạn năm trước, tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, thân mang máu Hắc Yên, tu Thiên Yên thần hỏa quyết. Ở trong yêu nghiệt cổ đại thức tỉnh 10 năm qua, có thể xưng là một tên độc ác hung tàn, cổ thương Ninh tự nghĩ, dù đổi là mình cũng cần giải trừ lực lượng phong ấn trong cơ thể, mới có thể đi đọ sức một chút với Tư Không Báo, mà bây giờ, Tư Không Báo không thể nghi ngờ đã hoàn toàn nổi giận trên người hắn ma khí hừng hực từng luồng lửa ma màu đen lượn lờ một bức đồ đằng ngọn lửa màu đen kia trên cái đầu trọc trở nên càng thêm yêu di chỉ uy thế trên người hắn phóng thích đã khiến bài trí bàn ghế bát đĩa các bài trí khu vực phụ cận ngay lập tức hóa thành tro tàn tiêu tán nhìn thấy một màn này hạ tĩnh vũ chợt mở miệng lạnh lùng nói tô dịch ta là hạ tĩnh vũ đến từ hoàng thất ngươi nếu không muốn chết tốt nhất dừng tay ngay bây giờ cho ta nơi này là thành cửu đỉnh là hoàng đô đại hạ, càng là địa bàn của hoàng tộc hạ thị bọn hắn. Trong năm tháng từ xưa đến nay, tu sĩ nào dám không nể mặt hoàng tộc đại hạ bọn họ? Đây cũng chính là chỗ dựa để hạ tỉnh vũ không sợ hãi. Nhưng nghe được lời này, tôi dịch lại coi như không thấy, trực tiếp nâng tay, chém qua một đạo kiếm khí. Phong đạo cô bảo vệ ở trước mặt hạ tỉnh vũ đột nhiên biến sắc, khí tức toàn thân nổ vang, dơ ngang kiếm ngăn cản, khen. Tiếng va chạm ầm ầm đinh tai nhất ốc vang vọng. Linh kiếm trong tay phong đạo cô gào thét, xuất hiện vết nứt, mà cả người nàng bị một kiếm này bổ bay ngược đi, tính cả hạ tỉnh vũ nàng che chở sau lưng, cùng nhau hung hăng nện ở trên vách tường, ầm, ầm. Vách tường chấn động mạnh, hạ tỉnh vũ mắt nổ đom đóm, thiếu chút nữa ngất đi, phong đạo cô chợt ho ra một nguồn máu lớn, vị cường giả này chen thân hạng năm trong 10 đại cao thủ tự tin cảnh của thành cửu đỉnh, cũng có thể đi ganh đua cao thấp với các yêu nghiệt cổ đại kia, nhưng lúc này, lại bị tô dịch một kiếm kiềm chế gắt gao. Về phần hạ tỉnh vũ, hoàn toàn yếu đến mức không chịu nổi một đòn, không đáng giá nhắc tới, tô dịch trái lại có chút bất ngờ, không ngờ phong đạo cô có thể ngăn được một kiếm của mình mà không chết, giết. Ngay lúc này, tư không báo hung hãn tấn công, hắn áo bào đỏ tung bay, bóng người cường tráng cao lớn mang theo lửa ma màu đen ngập trời, tung một cú đấm về phía tô dịch, ầm. Một cú đấm này bá đạo vô lượng, tràn ngập khí tức đạo vận hung hoành thô bạo như có thể mang hư không cũng mài mòn nghiền nát thiên yên thần hỏa quyết một môn truyền thừa ma môn lấy tuyệt phẩm yên hỏa đạo vận điều khiển một khi thi triển lửa ma càng quét có thể xâm nhập trong cơ thể đối thủ đốt cháy lục phủ ngũ tạng mang thần hồn đối thủ cũng luyện hóa bá đạo vô cùng mà đạo hạnh tư không báo triển lộ ra cũng xa không phải tụ tinh cảnh trong thế tục này có thể so sánh một cú đấm vượt xa chương uẩn thao nhân vật thế hệ trước của đại tông cổ xưa bực này. Tiềm năng máu hắc yên của kẻ này lại mạnh thêm không ít trong lòng cổ thương ninh chấn động, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy ánh mắt tô dịch lộ ra một tia khinh thường, bàn tay bắt ấn, nhẹ nhàng vỗ một cái, ầm. Lửa ma màu đen tan vỡ, bắn tung ra bốn phía, một cú đấm bá đạo hung ác đó của tư không báo bị dễ dàng hóa giải, dư âm khuếch tán, cung điện to lớn cũng chợt bắt đầu chấn động, một tích tắc này, Cổ thương ninh vung tay áo bào, một mảng ánh sáng màu bạc lưu chuyển, hóa giải dư âm chiến đấu cỡ đó. Sau đó lấy ám kinh cách không nâng lên thân thể mềm mại của Nguyệt Thi Thiền, hướng nơi xa tránh đi, ầm ầm đại điện lay động, trên mặt sàn cùng bức tường đều hiện ra một tầng lực lượng cấm chế dao động, không thể nghi ngờ, Thủy Vân Giảng làm nơi bí ẩn hoáng khê sa chiêu đại khách quý, tòa đại điện này sớm bao trùm cấm trận phòng ngự, nếu không, sợ là sớm bị dao động chiến đấu cỡ đó phá sập, hóa thành phố tích hay tư không báo mắt lạnh như lưỡi đao quát to một tiếng lại lần nữa tung cú đấm uy thế của hắn càng thêm cường thịnh lửa ma hừng hực giống như một vị mang thần nhất cử nhất động đều mang theo đạo vận uy thế khiếp người tôi dịch không thừa nhận cũng không được tư không báo là một yêu nghiệp cổ đại mạnh nhất hắn đến nay gặp được so với niết phong thánh tử kia mạnh hơn không chỉ một đoạn nếu đổi là trước khi bước vào nguyên phủ cảnh tôi dịch trái lại cũng có hứng thú đấu một trận với đối phương xem xem năng lực thật sự của đối phương. Nhưng bây giờ, cảnh ngộ của Nguyệt Thi Thiền khiến hắn hoàn toàn không nhấc lên nổi loại ý nghĩ này. Một kiếm này, chặt tay phải ngươi. Trong thanh âm lạnh nhạt, tôi dịch dựng ngón tay như kiếm, cắt một phát vào khoảng không, ầm. Lửa ma ngập trời như vải vẽ tranh mỏng manh bị xé ra, một đạo quyền kình tư không báo tung ra kia cũng từ giữa phân thành hai nửa, phốt. Ánh sáng màu máu chợt hiện ra, tay phải tư không báo bay lên không trung, chỗ tay cục trơn nhẵn chỉnh tè, trong một kiếm, chặt tay phải. Một màn sắc bén tanh máu đó, làm cổ thương ninh hít vào một ngụm khí lạnh, nó chém tay phải liền chém, vậy nếu là muốn giết tư không báo, còn không phải chuyện trong một kiếm. Nơi xa, phong đạo cô và hạ tỉnh vũ cũng trợn mắt há hốc mồm, cả kinh gia đầu phát tê, tay chân lạnh lẽo, tư không báo cường đại, bọn họ nắm rất rõ, phóng mắt khắp thiên hạ, đừng nói là tu sĩ trong thế tục, dù là một ít yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời cũng xa xa không phải đối thủ của hắn nhưng bây giờ tư không báo lại chịu áp chế đáng chết tư không báo phát ra tiếng hừ trên mặt tràn đầy nét thống khổ trận mắt tròn xoe giống như khó có thể tin uy lực một kiếm này cũng khiến hắn bị kinh hãi quá mức sắc bén cùng bá đạo mà không đợi tư không báo hoàng hồn vẻ mặt tô dịch lạnh nhạt như cũ lại lần nữa chém ra một kiếm một kiếm này chặt cánh tay phải ngươi. Vù. Một mảng kiếm khí giống như trăng sáng mọc trên biển, chợt mọc lên, sau đó chém xuống, khai. Tư không báo trống to, tay trái bỗng dưng có thêm một cây đại kích vết máu loang lỗ, khí tức mênh mang, đầu nhọn phun ra nuốt vào mũi nhọn màu máu âm trầm hung lệ, ma huyết đại kích. Một món cổ ma binh thật sự, lấy bí pháp luyện chế, sát khí kinh thế, đại kích trong tay, tư không báo ngang trời giận dữ chém xuống, mang theo một dòng lũ thần quang màu máu rợp trời rợp đất chói mắt khiếp người chỉ tiếc tô dịch hôm nay sớm đã là đạo hạnh nguyên phủ cảnh khi chứng đạo càng đưa tới vị tượng hiếm có tiên cung ánh thiên một thân đạo hạnh đã mạnh đến mức có thể không ngại đại tu sĩ hóa linh cảnh giờ phút này một kiếm mang theo giận dữ ra tay lại nào có thể là tùy tiện ai cũng có thể ngăn cản chỉ thấy một đạo kiếm khí kia như các đậu phụ bổ ra mũi nhọn màu máu mênh mông kia ken ma huyết đại kích trong tay tư không báo trực tiếp rời tay bay đi, mà một đạo kiếm khí kia dư thế không giảm, phốc một tiếng, chém đứt cánh tay phải tư không báo, máu nhất thời như thác ầm ầm bay ra. Bóng người tư không báo lão đảo lui về, vẻ mặt đầy kinh hãi, trong lòng toát ra hàng ý, hắn đã hoàn toàn ý thức được không ổn, nhưng kiếm thứ ba của tô dịch đã chém tới. Một kiếm này, chém tay trái ngươi. Thanh âm lạnh nhạt vừa vang lên, tư không báo trợn mắt muốn nứt, gào rống thàng cả giọng, lên. Hạ phất tay áo bào bên trái, một ngọn đèn đồng màu đen bay lên ngang trời, bất đèn hình rắn, cây đèn giống vòng xoáy vạn vẹo xoay tròn, lộ ra màu sắc âm trầm quỷ dị, ánh đèn thành màu trắng bệt, vừa xuất hiện, cái đèn đồng màu đen này đã dựng lên một màn hào quang màu máu lưu chuyển, hoành trắng trước người, khuyết tuyền ma xà đăng. Bí bảo phòng ngự do đại tu sĩ linh đạo luyện chế, cây đèn bao trùm 64 tầng phù trận bí đồ, mà bất đèn là lấy thần hồn, bạch tinh ma xà, luyện chế. Quy lực của đèn này cùng kim đăng diệu nhật phù tô dịch luyện chế có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác nhau là, huyết tuyền ma xà đăng một khi thi triển, màn hào quang nó biến ảo, đủ có thể ngăn cản hóa giải công phạt đến từ tu sĩ hóa linh cảnh, có thể nói là một món vũ khí bảo mệnh phòng thân mạnh mẽ, còn không đợi tư không báo thở phào, am. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức ốc, một kiếm đó của tô dịch, trực tiếp giống như cây chùa y lớn từ trên trời giáng xuống, đập màn hào quang màu máu kia kịch liệt lõm xuống, sau đó ầm ầm nổ tung, phốt. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cái tay cục mang theo máu màu đỏ tươi bay lên, tay trái tư không báo bị chặt. Cả người hắn đều bị một đạo kiếm khí này áp bách lão đảo lui, ngã mạnh ở trên đất, đau đớn vô cùng khiến khuôn mặt hắn cũng bắt đầu hung hăng vặn vẹo, bàn tay phải cùng cánh tay phải bị chặt, hôm nay ngay cả bàn tay trái cũng chặt đứt một thân thực lực của tư không báo vị yêu nghiệt cổ đại này cũng bởi vậy suy sụp hơn phân nửa, chật vật đến mức vô cùng thê thảm, điều này sao có thể? Thân thể hạ tỉnh vũ và phong đạo cô phát lạnh, như rơi vào hố băng. Tô dịch quá mạnh rồi. Có được thực lực như tuyệt đối nghiền áp, ở dưới tay hắn, mạnh như tư không báo, cũng giống như con dê tùy ý xâm lược. Cho dù vận dụng bí bảo, cũng không ngăn được tô dịch sát phạt, thật mạnh trong lòng cổ thương ninh run rẩy hắn tự nghĩ vạch trần lực lượng phong ấn trong cơ thể mới có thể ganh đua cao thấp cùng tư không báo nhưng ở dưới tay tô dịch tư không báo hoàn toàn không chịu nổi một đòn đối chiếu như thế khiến cổ thương ninh cũng khắc sâu ý thức được chênh lệch giữa mình cùng tô dịch một kiếm này chém cánh tay trái ngươi tô dịch không tính dừng tay tay nâng kiếm hạ tư không báo đã bị thương nghiêm trọng đâu có thể nào chống đỡ được một kiếm này dễ dàng chặt đứt cánh tay trái hắn, vẻ mặt tư không báo cũng hiện ra nét hoảng sợ, thật sự là bị tô dịch dọa, mất hết can đảm, mà ở trong mắt của thương ninh, cái này đã không tính là chém giết chiến đấu, mà là đơn phương trà đạp cùng trừng phạt. Bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh kia của tô dịch từ đầu đến cuối, khiến lưng cổ thương ninh cũng lạnh toát, họ tô, ngươi thực cho rằng ăn chắc ta rồi. Mắt thấy tô dịch lại muốn ra tay, tư không báo phát ra tiếng rống giận như rung trời một tích tắc này, trên cái đầu trọc của hắn hiện lên đồ đằng lửa ma màu đen, chợt hóa thành một đạo hắc quang, lao vút lên trời, cầu viện. Bên môi tô dịch hiện lên một độ công lạnh buốt, hôm nay vô luận ai tới, cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi. Nguyệt thi thiền là hạt giống tốt tô dịch hắn nhìn trúng, vậy mà thiếu chút nữa bị tư không báo này dày xéo, điều này làm tô dịch đâu có thể nào lưu tình, hắn đang muốn ra tay, biến cố lạ chợt xảy ra, thiếu chủ, một thanh âm lộ ra tức giận vang lên ở ngoài đại điện, chấn động lỗ tai mọi người vang lên ong ong, khí huyết sôi sục. thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người gầy gò như cây trúc đã giống như một tia chớp màu đen lao vào trong đại điện. ầm, uhm. bóng người này tỏa ra sát khí khủng bố, cũng như cơn bão càng quét ra ở trong đại điện, hơi thở của mọi người đều cứng lại, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy người tới là một trung niên làn da trắng bệch, mặc áo bào xanh lục hốc mắt lõm xuống, môi mỏng như lưỡi đao, trên thân tỏa ra uy thế thuộc về tồn tại hóa linh cảnh, như biển động khuếch tán ở trong đại điện, khủng bố vô cùng, hóa đồ lão ma. Con ngươi của thương ninh co rụt lại, nhận ra người tới chính là một trong các hộ đạo giả bên cạnh tư không báo, một lão ma đầu hóa linh cảnh trung kỳ. Thiếu chủ Khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm vô cùng đó của tư không báo, hóa đồ lão ma ngoài tức giận, không khỏi sinh ra ấy nấy toàn thân dân trào sát khí, mau, giết họ tô kia, mau. Tư không báo kích động kêu to, thiếu chủ yên tâm, hôm nay lão nô nhất định mang kẻ này rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Hít sâu một hơi, ánh mắt hóa đồ lão ma dân trào thần quang, như điện tập trung tô dịch, toàn thân hung uy đó của hắn, giống như từng cơn sóng triều ngập trời, theo đó áp bách qua, tô dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn nhìn lão ma đầu hóa linh cảnh râu tóc dựng đứng, vẻ mặt đầy sát khí này, sau đó nhìn về phía ngoài đại điện, còn có ai muốn chen vào một chân, tới đây là được, tô mổ tiễn các ngươi cùng lên đường, tô dịch lạnh nhạt mở miệng, hóa đồ lão ma vài lần sinh ra xúc động ra tay, nhưng cuối cùng nhìn xuống, bởi vì tô dịch đứng ở ngay bên cạnh tư không báo, nâng tay có thể giết chết tư không báo, điều này làm hóa đồ lão ma ném chuột sợ vỡ đồ. Tiểu hữu xông vào hoáng khe sa ta không nói, còn ra tay giết hại khách quý của hoáng khê sa ta, thế này bảo thiếp thân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một tiếng than khẽ lặng lẽ vang lên, theo thanh âm, trong đại điện bỗng dưng có thêm một bóng hình xinh đẹp thon dài, người đến là một mỹ phụ dịu dàng mềm mại, mặc váy dài một mặt trang nhã, mái tóc đen nhánh búi lại thành phi thiên kế, khuôn mặt tươi đẹp đoan trang, phối với dáng người đường công uống lượng kia, cả người tản ra ý nhị thành thục, hiền diệu, xinh đẹp không gì sánh được, nhu phu nhân trong lòng cổ thương ninh chấn động. Hoáng Khê Sa là một trong tứ đại danh lâu thành cửu đỉnh, mà Nhu Phu Nhân là chủ nhân Hoáng Khê Sa, một vị tồn tại hóa linh cảnh thủ đoạn thông thiên, địa vị siêu nhiên. Tục truyền, còn có một thế lực thần bí đứng sau lưng nàng, nội tình cực đáng sợ. Chính bởi vì có Nhu Phu Nhân vị đại tu sĩ hóa linh cảnh xinh đẹp thần bí này tỏa trấn, những năm gần đây, cho dù là các đại nhân vật hiển hách tôn quý kia trong thành cửu đỉnh, cũng không dám dễ dàng ở đây gây chuyện nàng vừa xuất hiện, một luồng uy thế vô hình không kém gì hóa đồ lão ma theo đó tràn ngập ra. Hạ tỉnh vũ như tìm được cứu tinh, vẻ mặt giận dữ nói, nhu phu nhân, ngài đến vừa lúc, họ tô này tính tình càng rỡ, coi trời bằng vung, lúc trước thiếu chút nữa muốn hại tính mạng của ta. Nhu phu nhân đảo đôi mắt đẹp, dịu dàng nói, tiểu hầu gia chớ hoảng sợ, việc tối nay, tóm lại là phải có một sự giải thích. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía tô dịch, nói, tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào, trên nét mặt nàng không thấy chút sắc ý nào, nhưng lại có một sự uy nghiêm vô hình, đổi là tu sĩ bình thường, tâm thần chỉ sợ sớm bị kinh sợ, hoảng loạn, nhưng tô dịch không phải người bình thường, hắn đánh giá cao thấp nhu phu nhân một cái, thản nhiên nói, khéo, ta vừa lúc cũng cần một sự giải thích, bằng hữu của ta thiếu chút nữa bị hại ở hoáng khê sa của ngươi, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta cam đoan. Tối nay sẽ mang nơi đây hủy đi, sang bằng nơi đây. Hạ Tỉnh Vũ thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, kẻ này quả thực cuồng đến mức không biết sống chết. Nhu phu nhân ngẩn ra, một đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Hữu, câu đùa này không buồn cười một chút nào cả, như vậy đi, ngươi thả tư không báo trước, chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi, việc tối nay rốt cuộc nên giải quyết như thế nào." Tô Dịch chỉ tư không báo, tự cười mà không cười nói, "Ngươi là cho rằng ta sẽ dùng tính mạng nghiệp chướng này áp chế?" cho nên mới không sợ hãi, hóa đồ lão ma lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không đúng. Nhu phu nhân thì than nhẹ một tiếng, nói, tiểu hữu, thế cục trước mắt ngươi cũng thấy rồi, dãy dụ tiếp, đối với ngươi mà nói, là không có lấy một chút lợi ích, không bằng chủ động thoái nhượng, có lẽ. Sự việc còn có dư địa có thể quay về, không khí nặng nề áp lực, khí cơ của hai vị tồn tại hóa linh cảnh đều tập trung ở trên người một mình tô dịch, thế cục bực này, đủ để bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào trên thế gian tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, vẻ mặt lạnh nhạt kia từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra biến hóa, mà ở sau khi nghe hóa đồ lão ma cùng Nhu phu nhân nói, Tô Dịch lại cười lắc đầu, nói: "Các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta còn khinh thường dùng tính mạng nghiệt xúc này tiến hành áp chế, hắn cũng lười giải thích tiếp, đang muốn giết tư không báo luôn, nhưng ngay lúc này Nhu phu nhân đột nhiên nói: "Tiểu hữu ngươi không cân nhắc một chút thay vị bằng hữu kia vẫn luôn ở ngoài thủy vân giảng chờ ngươi con ngươi tô dịch chợt co lại nguyên hằng nhu phu nhân mỉm cười nói tiểu hữu yên tâm vị bằng hữu đó của ngươi vẫn ổn thiếp thân xưa nay ân oán rõ ràng tự nhiên sẽ không làm khó hắn dù sao gặp rắc rối không phải hắn mà là tiểu hữu ngươi dừng một chút nàng chậm rãi nói nhưng nếu tiểu hữu lấy tính mạng tư không báo uy hiếp Tiếp thân liền không thể không làm ra một ít chuyện quá phận nghe vậy tinh thần hóa đồ lão ma rung lên tư không báo lộ ra vẻ mặt vui mừng trong lòng hạ tĩnh vũ thầm khen không thẹn là nhu phu nhân danh chấn thành cửu đỉnh thủ đoạn không một kẻ hở như vậy quả thật rất cao trong lòng cổ thương ninh trầm xuống không khỏi toát mồ hôi thay tô dịch nếu khống chế tư không báo làm con tin thế cục tối nay trái lại còn có thể hóa giải nhưng một khi tô dịch cố kỵ tính mạng vị bằng hữu kia của hắn rất có thể sẽ lựa chọn dùng tính mạng tư không báo để tiến hành trao đổi nếu như vậy đối mặt nhu phu nhân cùng hóa đồ lão ma hai vị tồn tại hóa linh cảnh này tô dịch nào còn có phần thắng tiểu hữu ngươi xem nên lựa chọn lui nhường một bước hay không nhu phu nhân nụ cười dịu dàng đó là một loại tư thái nắm chắc thắng lợi ánh mắt hóa đồ lão ma lóe lên bên môi nổi lên một chút độ công tàn nhẫn lúc này tô dịch cười lên chỉ là nụ cười đó lại không chút cảm xúc dao động, thuận miệng nói, ta người này, xưa nay sẽ không bởi vì uy hiếp mà lựa chọn nhượng bộ, cũng chưa từng vì thế nhượng bộ. Ngươi hoàn toàn có thể giết tùy tùng đó của ta, ta tự sẽ dùng tính mạng tất cả các ngươi, đi an ủi hắn trên trời có linh thiên, tin hay không, đều không sao cả. Lời nói còn tại quanh quẩn, đầu ngón tay tô dịch quét một cái, phốt. Con mắt tư không báo chợt trợn tròn xoe ở giữa cổ hắn xuất hiện một vết máu, sau đó ở dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, cái đầu trọc kia của hắn từ trên cổ lăn xuống, mặt cắt chỗ cổ, có kiếm khí sắc bén vô cùng tàn phá, máu bắn tung tóe như suối, sắp chết, tư không báo kẻ nổi bật trong yêu nghiệt cổ đại này, trên khuôn mặt cũng treo một mảng ngơ ngẩn, giống như không dám tin, tô dịch sẽ dứt khoát lưu loát như vậy chém hắn. Toàn trường tĩnh mịch, cái này. Hạ tĩnh vũ và phong đạo cô đều há hốc mồm, Đầu ngây dại, trong lòng Cổ Thương Ninh run rẩy dữ dội, mắt trợn to, hắn lúc này mới ý thức được, Tô Dịch vừa rồi nói là thật, hắn căn bản khinh thường dùng tính mạng tư không báo tiến hành áp chế, lại càng sẽ không lựa chọn thoái nhượng, lấy con tin đổi con tin. Nếu không, đâu có thể nào trực tiếp giết chết tư không báo yêu nghiệt cổ đại này như vậy. "Ngươi," khuôn mặt dịu dàng tươi tắn của Nhu phu nhân đột nhiên biến sắc, căn bản không ngờ Tô Dịch sẽ quả quyết như thế, cứng đầu ngoan như thế điều này làm nàng cũng không kịp trở tay, căn bản không kịp đi ngăn cản. Thiếu niên này liền thật sự không lo lắng bằng hữu của hắn sẽ bởi vậy mà chết, không lo lắng chính hắn chết ở đây. Nhu phu nhân tu hành đến nay, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại nhân vật hoành hành vô kỵ, không kiên kỵ gì thế này, thiếu chủ. Hóa đồ lão ma đầu tiên là ngay ra một phen, sau đó kêu lên khàn cả giọng, hắn chấn động giận dữ đang xen, mắt đỏ lên, Sát khí đè nén đã lâu trong lòng không chịu khống chế nữa hoàn toàn bùng nổ, lão phu diệt ngươi tên nghiệp súc này. Hóa đồ lão ma giống như điên cuồng, vẻ mặt dữ tận đáng sợ, trực tiếp ra tay, một thân tu vi hóa linh cảnh ầm ầm bùng nổ, không ổn. Cổ thương ninh hoàn toàn biến sắc, hóa đồ lão ma nổi điên, nào phải tô dịch tu vi nguyên phủ cảnh bực này có thể ngăn cản mục tích tắc này, cổ thương ninh cũng không do dự nữa, cắn răng một cái đang muốn bóp nát một viên linh châu màu vàng lúc trước đã lặng yên giấu ở lòng bàn tay một tích tắc này khuôn mặt nhu phu nhân hiện lên một mảng chần chờ tư thái cường thế gần như khác thường đó của tô dịch khiến nàng ý thức được có chút không thích hợp dẫn tới có chút do dự một tích tắc này vẻ mặt tô dịch không buồn không vui không một gợn sóng nếu nhìn kỹ ở sâu trong mắt hắn còn có một tia chiến ý nóng cháy mãnh liệt hắn đã rất lâu chưa gặp được đối thủ có thể chiến một trận nhưng ngay lúc này một thanh âm khàn khàn già nua vang lên, tiểu hữu mà chủ thượng nhà ta coi trọng, há là hóa đồ lão nhi ngươi có thể giết. Thanh âm vừa vang lên, một bóng người màu xám bỗng dưng xuất hiện trong đại điện, chắn ngang trước người tô dịch, thanh âm còn chưa hạ xuống, bóng người màu xám vỗ một chưởng. ầm Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, dòng lũ lực lượng khủng bố thuộc về cấp bậc linh đạo thổi quét khuếch tán, lực lượng cấm trận bao trùm cả tòa đại điện nhất thời kịch liệt sôi trào nhu phu nhân khẽ biến sắc lật tay lấy ra một trận bàn đột ngột vận chuyển ông một luồng lực lượng cấm trận mênh mông dày nặng từ trong lòng đất hoáng khe sa trào ra bao trùm ở quanh tòa đại điện này lúc này mới triệt tiêu dư âm chiến đấu thuộc về cấp bậc linh đạo kia dù vậy như là đám người hạ tĩnh vũ phong đạo cô cũng bị chấn động ảnh hưởng thân thể bị bay ngược ầm ầm hai tiếng nện lần nữa ở trên tường mà cổ thương ninh cũng toàn lực vận chuyển tu vi mới hóa giải dư âm chiến đấu cỡ đó, chỉ là rõ ràng cũng có chút cố hết sức, chỉ có tô dịch vẻ mặt bình thản sừng sững tại chỗ, không chút sức mẻ, chỉ có áo bào xanh bay phất phới, ầm một tiếng nổ lớn, bóng người hóa đồ lão ma lão đảo lui, mỗi một bước lui về, sắc mặt hắn liền tái nhợt một phần, khi lui đến bước thứ 9, hóa đồ lão ma nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu, trong đôi mắt lõm xuống kia đã hiện ra một mảng hoảng sợ. Mọi người đều chấn động, quy lực một đòn, Vậy mà khủng bố đến thế, trong khói bụi lan tỏa, mọi người mới nhìn rõ, là một ông lão áo bào xám, tướng mạo bình thường, bóng người gầy gò đứng ở nơi đó, như một phàm phu tục tử không bắt mắt trong chúng sinh. Mà khi nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp của nhu phu nhân đột nhiên biến sắc, giật mình nói, cửu lão. Ngài! Ngài sao lại đến đây? Thanh âm khẽ run vị chủ nhân hoán khê sa này, mỹ phu nhân thần bí mà cường đại, hiếm thấy thất thố, cửu lão hạ tĩnh vũ ngã nổ đong đóng mắt cả người bị thương giờ phút này cũng ngây ra ở đó một bộ dáng khó có thể tin phong đạo cô càng run rẩy cả người mặt lộ vẻ kính sợ tôi dịch khẽ nhíu mày nhớ tới một người hôm nay ở trước cổng thành từng có một nam tử trung niên nho nhã ôn nhuận chủ động tìm hắn bắt chuyện mà ở lúc ấy tôi dịch còn phát hiện ở phụ cận trung niên nho nhã kia còn có một tu sĩ linh đạo như tùy tùng làm bạn ông lão áo xám tướng mạo tầm thường trước mắt này đó là tùy tùng bên cạnh người trung niên nho nhã kia. Vẻ mặt hóa đồ lão ma mang theo sự kiên kỵ nồng đậm, từ trong phẫn nộ gần như điên cuồng kia tỉnh táo lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong đại điện tràn ngập vết thương, máu tanh trải rộng, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên thân lão nhân áo bào xám kia, lão nhân áo bào xám không để ý tới những người có mặt ở đây nữa, hắn sửa sang lại áo mũ, sau đó hướng mặt về tô dịch, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chào nói, lão hủ ông cửu, ra mắt công tử, mọi người đều chấn động, Nhu phu nhân càng trợn to đôi mắt đẹp, trong lòng nhất lên sóng triều ngập trời. Nàng cư trú ở thành Cửu Đỉnh nhiều năm, làm chủ nhân hoán khê sa, bản thân là một vị đại nhân vật hết sức quan trọng, kẻ có thể vào pháp nhãn nàng, chỉ có đại tu sĩ bước vào cấp bậc linh đạo, nhưng, lấy thân phận của nàng, nhìn thấy lão nhân áo bào xám, cũng phải cung kính tôn xưng một tiếng cửu lão, không dám có chút chậm trễ. Nhưng nàng lại không ngờ, lấy thân phận cửu lão vậy mà lại sẽ chủ động hướng một thiếu niên chào quả nhiên thân phận kẻ này có vấn đề đôi mắt đẹp của nhu phu nhân biến ảo không ngừng lúc trước nàng đã nhìn ra tô dịch quá mức trấn định cùng tự nhiên tỏ ra rất khác thường bây giờ nàng mới biết được đối phương thì ra thật là có chỗ dựa thấy một màn như vậy trong lòng cổ thương ninh cũng chấn động vốn thực lực tô dịch có thể xưng là nghịch thiên nhưng bây giờ xem ra bối cảnh của hắn cũng so với trong tưởng tượng của hắn càng lợi hại hơn xa có thể khiến một vị tồn tại khủng bố bực này chủ động chào, cái này nào phải nhân vật bình thường có thể so sánh, trong lòng hóa đồ lão ma trầm xuống, càng thêm ý thức được không ổn. Cửu lão, ngài. Ngài sao có thể? Hướng một tán tu đến từ đại chu chào. Hạ tỉnh vũ nơi xa bộ dáng khó có thể tin, tiểu hầu gia, thân là con cháu hoàng thất, ngươi lại cấu kết cùng một chỗ với người trong ma đạo, cái này đã phạm vào tối kỵ lão nhân áo bào xám tự xưng ông cửu giọng khàn khàn ngươi bây giờ ngủ một giấc cho khỏe chờ ngươi tỉnh lại có liên quan chuyện tối nay nghĩ hẳn phụ thân ngươi sẽ cho ngươi một cái đáp án nói xong lão nâng tay cách không trung điểm một cái hạ tĩnh vũ cứng ngắc ngất đi phong đạo cô kinh hải toát mồ hôi lạnh đầy người hoảng sợ phủ phục dưới đất run bần bật công tử ngài cảm thấy nên xử trí người khác như thế nào ánh mắt ông cửu một lần nữa nhìn về phía tô dịch giọng điệu mang theo một tia hương vị khiêm tốn tôn trọng lời này vừa nói ra lòng hóa đồ lão ma cũng chìm vào đáy vực nói thiên yên ma môn nhất mạch ta tự hỏi chưa từng đắc tội đạo hữu đạo hữu lại chặn ngang một cước chẳng lẽ là muốn hoàn toàn là địch với thiên yên ma môn ta ông cửu không để ý tới hắn hơi không người giống như muốn đợi tô dịch quyết đoán ngươi tới thật đúng lúc tô dịch nhíu mày than khẽ giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ người ta chủ động tới hỗ trợ Hắn là thực sự không có cách nào tức giận, nhu phu nhân hết hồn một phen, tiểu tử này. Sao lại dám nói chuyện với cửu lão như vậy? Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, ông cửu không những không giận, ngược lại lộ ra một tia hổ thẹn, công tử xin đừng trách, lão hủ cũng không ngờ, khi tìm tới công tử, vậy mà sẽ gặp phải chuyện bực này, dưới tình huống bực này, lão hủ tự nhiên không thể chịu được công tử xảy ra cơ sự gì. A. À, nhu phu nhân âm thầm hít một ngụm khí lạnh chỉ bằng thái độ của cửu lão đã khiến nàng càng thêm xác định, thiếu niên áo bào xanh đến từ đại chu này, thân phận tuyệt đối không đơn giản, vậy ngươi cảm thấy, chuyện tối nay nên xử trí thế nào? Tô Dịch hỏi, ông cửu hơi suy nghĩ, liền xoay người, nhìn về phía Hóa Đồ lão ma, nghiêm túc nói, Hóa Đồ lão nhân, mượn tính mạng người dùng một chút. Thanh âm vừa vang lên, Hóa Đồ lão ma đã ý thức được không ổn, khi nghe xong ông cửu nói, hắn cũng không dám nán lại nữa xoay người bỏ chạy vù một vị tu sĩ hóa linh cảnh muốn chạy trốn vậy tốc độ phải nhanh cỡ nào chỉ thấy bóng người hóa đồ lão ma hóa thành một đạo hào quang màu máu biến mất trên không nhanh tới mức làm người ta cũng không kịp phản ứng lại thấy ông cửu lắc lắc đầu lấy tay chọc một cái ầm trên không trung nơi cực xa ngoài đại điện chợt hiện ra một bàn tay to lực lượng cấm chế biến thành phạm vi chừng trăm trượng hung hăng chọc một cái mảng không gian đó hỗn loạn một bóng người như rùi bọ bị bàn tay to đó nắm lấy thế mà chính là hóa đồ lão ma đào tẩu lúc trước ầm uhm. hóa đồ lão ma cũng không kịp giải dụ thân thể đã bị bóp nổ hồn phi phách tán một màn cỡ đó dọa như phu nhân tu sĩ tương đương tồn tại hoa linh cảnh bậc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy người khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch cổ thương ninh trợn mắt há hốc mồm trên thế gian hiện nay đại tu sĩ linh đạo đã là tu sĩ cấp bậc đỉnh cao nhất một thân uy thế động cái có thể thoải mái sang bằng một phương thế lực tu hành, đảo loạn phong vân thiên hạ. Nhưng bây giờ, một lão ma đầu hóa linh cảnh, lại bị giết như ruồi bỏ tô dịch khẽ nhíu mày, như có hứng thú nói, thì ra ngươi còn có thể vận dụng lực lượng cấm chế bực này. Hắn làm sao nhìn không ra, lực lượng ông cửu vận dụng, chính là lực lượng một tòa cấm trận cỡ lớn cổ xưa đó bao trùm ở quanh thành cửu đỉnh, lấy chính tòa thần đỉnh làm trận cơ, cấu kết long mạch trong lòng đất, một khi vận dụng, uy lực cỡ đó quả thực căn bản không phải hóa đồ lão ma nhân vật bực này có thể chống lại. Ông cửu ông quyền nói, đã biết không thể gạt được pháp nhãn công tử, chẳng qua, lấy đạo hạnh của lão hủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngự dụng một bộ phận nhỏ lực lượng của cấm trận cỡ này, hơn nữa rất dễ dàng gặp cắn trả, dừng một chút, lão khẽ thở dài, như sau lần này ra tay, trong thời gian ngắn, đã rất khó điều động sử dụng lực lượng cỡ này nữa. Lão nhìn như bình tĩnh như cũ, nhưng đuôi lông mày cùng cái trán đã toát ra một tầng mồ hôi. Không thể nghi ngờ, vừa rồi một đòn đó, khiến lão vị tồn tại cực khủng bố này cũng tiêu hao thật lớn. Ông cửu chân thật nói, đương nhiên, có thể giúp công tử giết địch, bình ổn lửa giận trong lòng công tử, chút trả giá này. Thật ra cũng không tính là gì, tô dịch ồ một tiếng, tự cười mà không cười nói, trước mặt của ta, giết một tồn tại hóa linh cảnh, đây là muốn cho tô mổ nợ chủ nhân nhà ngươi một cái nhân tình lớn nha ông cửu ngẩn ra vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu thấp giọng nói công tử là cảm thấy thành ý này không đủ tô dịch thản nhiên nói tối nay mặc dù ngươi không đến kẻ đáng chết cũng không sống được chẳng qua ngươi chung quy là giúp ta ta cũng không thể không cảm kích nói đến đây hắn lắc lắc đầu nói đáng tiếc nhân tình như vậy còn xen lẫn mục đích khác thực ra không có gì khác một hồi giao dịch đã như thế thành ý như vậy đương nhiên không đủ hắn làm sao nhìn không ra, ông cửu này sở dĩ chủ động đến, tất nhiên là có điều nhờ vả. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn có liên quan với lực lượng cấm trận cổ xưa bao trùm ở quanh thành cửu đỉnh. Dưới tình huống bực này, đối phương cho dù là chủ động hỗ trợ, cũng diệt cho hắn một tu sĩ hóa linh cảnh, triển lộ ra thành ý thật lớn, tô dịch cũng sẽ không vì thế cảm động đến rơi nước mắt. Ông lão suy nghĩ một lát, gật gật đầu, nói, đúng vậy, so sánh với năng lực của công tử, lão hủ trả giá chút thành ý này, quả thực có chút không lấy ra tay được. Cổ thương ninh, diệt một lão ma đầu hóa linh cảnh, cũng chỉ có thể tính là không lấy ra tay được. Cổ thương ninh ngẩn ra, hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại giữa ông cửu cùng tô dịch, thậm chí có chút nghi hoặc ông cửu cùng tô dịch rốt cuộc là quan hệ gì. Du phu nhân thì trong lòng rung lên, thầm kêu không ổn. Thành ý không đủ. Vậy chẳng phải là nói, cửu lão còn có thể giết người vị chủ nhân hoáng khê sa này một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh đoan trang tươi đẹp nhịn không được nữa tiến lên vái nói tô đạo hữu lúc trước thiếp thân có mắt không trồng mong ngài thứ tội thanh âm có thấp thỏm có xin lỗi có cay đắng để nàng tồn tại thân phận như vậy đi hướng về một thiếu niên cúi đầu trong lòng có thể nghĩ tuổi thân và uất ức cùng bất đắc dĩ cỡ nào nhưng không có cách nào cả tình thế mạnh hơn người ta có ông cửu không cho phép nàng không cúi đầu tôi dịch liếc nhu phu nhân một cái nói ta xưa nay khinh thường mượn thế người khác ép người ngươi trong lòng không phục về sau có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào thân thể mềm mại của nhu phu nhân rung lên cúi đầu nói thiếp thân cảm kích ân tha thứ của đạo hữu còn không kịp không dám gây sự nữa trong lòng tôi dịch thở dài một đối thủ thích hợp bao nhiêu đáng tiếc nàng sợ là kiên kỵ uy thế của ông cửu kia không dám đối địch với mình nữa Nghĩ đến đây, tô dịch không khỏi hứng thú rã rời, xoay người tới bên người cổ thương ninh, cổng nguyệt thi thiền hôn mê ở trên người, sau đó nói với cổ thương ninh, đa tạ, cổ thương ninh cay đắng nói, ta cũng chưa giúp được cái gì, huống chi, sớm từ lúc ở thành linh khúc, ta đã nợ tô huynh một cái ân tình, cái này vốn là điều ta phải làm. Tô dịch nói, việc nào ra việc đó, về sau gặp phiền toái, có thể tới tìm ta, dứt lời, hẳn cổng nguyệt thi thiền, xoay người bước ra ngoài đại điện. Ông cửu thấy vậy, không nhịn được hỏi, công tử, chủ nhân nhà ta muốn ở tối nay gặp ngài một lần. Không đợi nói xong, tô dịch đầu cũng không ngoảnh lại nói, tối nay không rảnh, hôm khác lại bảo hắn tới gặp ta là được, ông cửu. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người tô dịch biến mất, ông cửu không khỏi sờ sờ mũi, cảm thán nói, cảm giác cậy tài kinh người, thật sự là làm người ta hâm mộ nha. Tô dịch ngạo không? quá ngạo rồi nhưng lại khiến ông cửu không dám tức giận không có cách nào cả cái này gọi là là có việc cầu người lúc này nhu phu nhân đã thoải mái nhưng khi đối mặt ông cửu vẫn như cũ có chút thấp thỏm cùng kính sợ thấp giọng nói cửu lão vị tô công tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào lấy thân phận của ngài sao có the ông cửu vẻ mặt bình tĩnh nói nhu phu nhân thứ không nên hỏi thăm tốt nhất đừng hỏi thăm chuyện tối nay ta không hy vọng truyền ra ngoài, gây ra động tĩnh gì, ngươi hiểu chưa? Trong lòng nhu phu nhân rung lên, gật đầu đáp ứng, thiếp thân rõ, chỉ là, thiên yên ma môn đứng sau lưng tư không báo kia. Trên mặt ông cửu hiện lên một tia kinh thường, giờ này ngày này, không thể so với ba vạn năm trước, thiên yên ma môn cũng sớm không phải đạo thống đỉnh cấp lúc trước, một ít dư nghiệp may mắn sống sót từ dưới ám cổ chi cấm mà thôi, bọn họ nếu thực dám làm ầm ĩ ở trong thành cửu đỉnh, nhất định chỉ còn đường chết dừng một chút lão nói trong thế lực đứng sau lưng các yêu nghiệp cổ đại kia quả thực có một số tồn tại không thể xem nhẹ nhưng trong đó không có thiên yên ma môn như phu nhân nghe xong nhất thời hoàn toàn thoải mái ánh mắt ông cửu tắt nhìn về phía phong đạo cô nơi xa dẫn theo chủ tử nhà ngươi về nhà chuyện tối nay không thể tiết lộ mảy may vâng phong đạo cô kinh sợ đáp ứng ông cửu quay người rời đi nhìn bóng người lão biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt đôi mắt đẹp của nhu phu nhân dời đi quét qua đại điện tràn đầy vết thương tràn ngập máu tanh một cái trong lòng không khỏi cay đắng một phen một lần này hoáng khê sa bọn họ không thể nghi ngờ gặp hạng ngã đau hơn nữa chỉ có thể bịt mũi tự nhận xui xẻo họ tô kia rốt cuộc là ai vì sao sẽ khiến cửu lão coi trọng như thế kìm lòng không được trong đầu nhu phu nhân hiện ra bóng người một thiếu niên áo bào xanh như ngọc khuôn mặt tươi đẹp đoan trang nổi lên một tia ngơ ngẩn, ngoài hoáng khê xa, trên đường đèn đuốc như rồng, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, như phu nhân này cũng có chừng mực. Tô dịch nhìn thoáng qua nguyên hằng, người sau không tổn hao gì, bình yên vô sự, lại để chủ nhân lo lắng rồi. Nguyên hằng lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, lấy tu vi của ngươi, hôm nay đâu có thể nào là đối thủ của hóa linh cảnh. Tô dịch khoát tay, nói, không nói những thứ này, chúng ta đi tìm bạch cô nương trước hắn lấy ra linh tê phù, thoáng cảm ứng, liền hướng nơi xa bước đi, bước chân giống như chậm thực ra nhanh, cùng nguyên hằng, rất nhanh biến mất ở trong biển người mờ mịt, rờ cờ. Trong bóng tối một chỗ góc phố ngõ cách hoáng khê xa không xa, một tiếng vỡ vụn vang lên thanh thúy, lão đạo sĩ hít một ngụm khí lạnh, mở to mắt, nhìn chầm chầm một tấm mai rùa màu đen chia năm xẻ bảy kia trong tay, tâm thần chấn động, tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, mệnh cách của hắn cũng quá cứng rồi nhỉ lão đạo sĩ ánh mắt mơ hồ ngón tay cũng đang khẽ run nếu tôi dịch ở đây nhất định sẽ nhận ra lão đạo sĩ này chính là lão già lúc trước ý đồ chơi miễn phí ở hoán khê sa sau đó lão đạo sĩ đấm ngực dậm chân trong lòng kêu trên con mẹ nó sớm biết tiểu tử này mệnh cứng như vậy đã không vận dụng thiên cách quái bàn thôi diễn lần này bảo bối của lão tử đều bị hủy rồi hắn hung hăng siết nắm tay nghiến răng nghiến lợi món nợ này Sớm hay muộn phải khiến tiểu tử kia trả lại. Rất nhanh, lão đạo sĩ rời khỏi chỗ phố ngõ đó, khi ánh mắt nhìn hoáng khê xa nơi xa, nhất thời liền không nhấc nổi chân, nên "Đi chơi một đêm hay không?" Vừa nghĩ, chân như không nghe sai bảo bước qua, lão đạo sĩ tức giận đến trực tiếp đấm vào chân mình, "Ai, ngươi sao có thể tự mình đi qua chứ?" Trên mặt hắn đã tràn đầy hấn hở, cực đáng khinh. Âm Không bao lâu lão đạo sĩ lại bị người ta ném ra, các huynh đệ, đánh chết lão già lại muốn chơi miễn phí này. Một đám người hầu khí thế hùng hổ lao ra, bóng đêm như nước, vân trạch lâu, trung niên mặc áo bào vải, khí chất nho nhã ôn nhuận, khoanh tay đứng ở trên một chỗ đài ngọc tầng cao nhất, dựa vào lan can trong về phía xa, từ nơi này, có thể nhìn thấy vạn nhà đèn đuốc lấp lánh như tranh. Thủy lão đứng ở một bên, hơi không người, nói, chủ thượng, vị bạch cô nương kia cầm trong tay long tước ngọc bội mà đến, lão hủ không dám chậm trễ, nhưng kỳ quái là, nàng lại chỉ yêu cầu sắp xếp cho chủ nhân của nàng một nơi nghỉ chân. Người trung niên áo vải ừng một tiếng, không bận tâm lắm nói, chủ tớ bọn họ ngày đầu tiên đến thành cửu đỉnh, tự nhiên cần một nơi ở lại, ngươi giúp bọn họ sắp xếp tòa nhà nơi nào. Thủy lão thấp giọng nói, phường Thanh Long, Thanh Vân Tiểu Viện, Thanh Vân Tiểu Viện. Ánh mắt người trung niên áo vải khẽ động, xoay người nhìn về phía thủy lão hừ lạnh nói lão cẩu ngươi đây là đang thử tâm tư của ta thủy lão vội vàng cúi đầu lão nô không dám lão nô chỉ là nhớ tới chủ nhân khối long tước ngọc bội kia năm đó ở trong thanh vân tiểu viện người trung niên áo vải xua tay nói không nhắc những thứ này thủy lão nhất thời im lặng chủ thượng lúc này bóng người ông cửu lặng yên xuất hiện tiểu gia hỏa kia nói như thế nào người trung niên áo vải hỏi ông cửu lập tức mang chuyện lúc trước xảy ra ở trong hoáng khê sa lần lượt nói ra khi biết được hạ tĩnh vũ cũng có mặt người trung niên áo vải nhíu mày nói đây là con nối giỏi vĩnh vương ông cửu gật đầu nói đúng vậy người trung niên áo vải nhìn về phía thủy lão giọng điệu tùy ý nói ngươi bây giờ đi vĩnh vương phủ một chuyến nói cho vĩnh vương bại hoại tông tộc bực này về sau đừng ra ngoài làm mất mặt nữa rõ thủy lão nhận lệnh mà đi mà khi biết được Tô dịch ở dưới hóa đồ lão ma cùng nhu phu nhân hai vị tu sĩ hóa linh cảnh này uy hiếp, còn dứt khoát lưu loát chém tư không báo yêu nghiệt cổ đại này, mắt người trung niên áo vải sáng ngời, hảo khí phách. Hẳn tán thưởng, thẳng đến lúc mang chuyện tối nay nói xong, ông cửu không người thỉnh tội, tối nay lão nô tự tiện làm chủ, mượn lực cửu đỉnh trấn giới trận diệt hóa đồ lão nhân, còn xin chủ thượng trách phạt. Người trung niên áo vải không quá bận tâm nói, việc nhỏ mà thôi, hắn nghĩ chút, nói, ngươi cảm thấy kẻ này tối nay biểu hiện như thế nào ông cửu lộ ra một tia bất đắc dĩ nói lấy cảm thụ của ta mà nói kẻ này cậy tài khinh người không để ai vào mắt cũng không đặt lão nô trong mắt nói chuyện cực không khách khí điều này làm lão nô cũng hoài nghi lần này ra tay giúp hắn tỏ ra có chút dư thừa người trung niên áo vải nhịn không được cười ha ha hắn nhớ tới hôm nay lúc ở trước cổng thành gặp tô dịch thái độ không chút khách khí đó của tô dịch làm hắn cũng không thể không làm ra bộ dáng chiêu hiền đại sĩ khiêm tốn thỉnh giáo ngay cả xưng hô tiểu hữu cũng không được phải sửa gọi là đạo hữu mắt thấy ông cửu cũng chịu thiệt ở trước mặt tô dịch trong lòng người trung niên áo vải không hiểu sao sản khoái hơn không ít hồi lâu sau người trung niên áo vải mới dừng tiếng cười rất tán đồng nói kẻ này quả thực rất ngạo ngạo đến tận xương tủy ở trên lời nói cử chỉ cùng xưng hô cũng phải tranh cao thấp chẳng qua ông cửu trầm ngâm nói Kẻ này tuy cậy tài khinh người, nhưng cũng không phải hạng người phù phiếm có thể sánh bằng, trái lại, ở trong nhân vật một thế hệ trẻ lão nô từng gặp, kẻ này hẳn có thể tính là một kẻ lợi hại nhất, cũng khiến người ta không cân nhắc ra nhất, người trung niên áo vải như có hứng thú nói, lời này là thế nào? Tư Không Báo là nhân vật đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại, một thân đạo hạnh ở trong tụ tinh cảnh, kẻ có thể chống lại hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở dưới tay Tô Dịch nguyên phủ cảnh tư không báo lại tỏ ra không chịu nổi một đòn cái này không thể nghi ngờ phụ trợ ra nội tình cùng thực lực tô dịch khủng bố cỡ nào ánh mắt ông cửu bình tĩnh như tuyết nói mà ở dưới hai vị hóa linh cảnh uy hiếp hắn còn dám không chút khách khí giết chết tư không báo cái này rất có thể ý nghĩa trong tay hắn có con bài chưa lật đủ để đối kháng hai vị nhân vật hóa linh cảnh người trung niên áo vải gật gật đầu nói ngươi tiếp tục nói trong mắt ông cửu nổi lên nét nhớ lại khiến lão nô không cân nhắc ra là nhãn lực của kẻ này quá mức đáng sợ lúc ấy lão nô từng mượn lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận tiêu diệt hóa đồ lão ma những người khác đều vì thế rung động thất thố duy chỉ có kẻ này thấy lạ mà không lạ tựa như còn liếc một cái liền nhìn ra lão nô vận dụng là lực lượng cỡ nào người trung niên áo vải hơi nheo mắt nói không kỳ quái đừng quên vô tận năm tháng tới nay hắn là một kẻ duy nhất có thể chỉ từ trên tường thành đã có thể nhìn thấu tình trạng của cửu đỉnh trấn giới trận nếu không phải như thế ta nào đến mức bảo ngươi đi chủ động gặp hắn ông cửu lắc đầu nói chủ thượng nếu chỉ như thế vậy thì thôi hắn tựa như sớm nhìn thấu mục đích của lão nô hơn nữa nói thẳng muốn được hắn hỗ trợ chỉ diệt một gã hóa đồ lão ma thành ý trả giá còn xa xa không đủ người trung niên áo vải khẽ nhíu mày chẳng những chưa tức giận ngược lại lộ ra một tia vui mừng nhìn không được cười nói lão cửu cái này có phải ý nghĩa hắn không chỉ có thể nhìn ra tình trạng cực kỳ đáng lo kia của cửu đỉnh trấn giới trận hiện nay hơn nữa còn có phương pháp chữa trị hay không ông cửu ngẩn ra sau đó giật mình nói chủ thượng nói rất đúng cô dịch lúc ấy đã nhìn ra lão có cầu mà đến nhưng lại vẫn chưa từ chối ngược lại là bày tỏ thành ý không đủ cái đó có phải ý nghĩa chỉ cần thành ý đủ đối phương sẽ ra tay giúp hay không hắn đã dám nói như vậy có phải cũng ý nghĩa hắn đối với chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận có nắm chắc thật lớn hay không lão cửu trong lòng ngươi nghĩ hẳn cũng rõ cửu đỉnh trấn giới trận làm thần tấm hiếm có trên đời xếp hạng ba của ba vạn năm trước nếu muốn chữa trị bộ phận tổn hại của nó gần như là chuyện không có khả năng một tích tắc này trên thân người trung niên áo phải tỏa ra một sự uy nghiêm to lớn vô hình giống như quân vương quan sát chúng sinh tay có thể chống trời khí nuốt núi sông một thân khí tức lặng yên chuyển biến đó khiến ông cử nhân vật như vậy cũng hít thở cứng lại, mặt lộ vẻ kính sợ thật sâu. Gần ngàn năm qua, ta đã mời không biết bao nhiêu tu sĩ tinh thông phù trận, nhưng đừng nói có thể chữa trị trận này, lấy thủ đoạn của bọn họ, thậm chí cũng không biết trận này nơi nào xảy ra vấn đề. Nói đến đây, bên mỗi người trung niên áo vải lộ ra một tia đùa cợt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể do bản thân ta đến nghiên cứu cân nhắc, vì thế, ta thức khuya dậy sớm, dốc hết tâm can, chỉ tìm đọc điển tịch có liên quan với trận đồ cũng đã vô số kể, chính là vì ở trước khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, có thể chữa trị trận này, có được chỗ dựa đi đối kháng tất cả đại địch hiếm có trên đời. Nhưng thẳng đến hôm nay, ta mới phát hiện, sức người có lúc cạn, lấy đạo hạnh cùng trình độ của ta, chung quy vẫn là không thể chữa trị trận này. Người trung niên áo vải nói đến đây, không khỏi than thở một tiếng. Nghìn năm qua, hắn hết ngày này đến ngày khác, dốc hết tâm huyết trả giá không biết bao nhiêu kết quả là lại chỉ có thể đối mặt kết cục vô kế khả thi tư vị mất mát thất bại cây đắng cỡ đó không phải tự mình thể hội không thể nói với người ngoài mà hôm nay có người không chỉ liếc một cái nhìn thấu huyền cơ của trận này còn rất có thể có được năng lực chữa trị trận này người có biết trong lòng ta là cao hứng cỡ nào hay không nói đến đây mây đen trên mặt người trung niên áo vải quét sạch ánh mắt rực rỡ cả người tỏa sáng ra thần thái kinh thế, trong lòng ông cửu chấn động, nói, chủ thượng, trong lòng lão nó cũng khoay khỏa vô cùng, cũng rõ ngài không sợ đối phương chê thành ý không đủ, chỉ sợ không ai có thể chữa trị trận này, không sai. Người trung niên áo vải gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể chữa trị trận này, chỉ cần ta có thể đáp ứng, hết thảy có thể thỏa mãn kẻ này. Thân thể ông cửu chấn động, thấp giọng nói, chủ thượng, kẻ này lai lịch đến nay còn chưa thăm dò rõ, nếu qua loa như vậy tin tưởng hắn người trung niên áo vải phất tay nói phàm kỳ nhân hiếm có trên đời trên người nhất định giấu bí mật lớn chỉ cần tô dịch hắn có thể giúp ta ta sẽ không để ý những thứ này dừng một chút ánh mắt hắn có chút cổ quái cùng khác thường huống chi nha đầu kia coi long tước ngọc bội như tính mạng của mình lại ở trên loạn linh hải giao bảo vật cho tô dịch kẻ này nói đến đây hắn dây dây đầu lông mày vẻ mặt phức tạp nói ngươi không cảm thấy trong cõi nào đó giống như sớm có an bài sao. Vẻ mặt ông cửu cũng trở nên quá dị, nói, nếu nói như vậy, tiểu chủ nàng vừa khéo, ngược lại rất có thể sắp lập được một công lớn hiếm có trên đời. Bên mỗi người trung niên áo vải nổi lên mỉm cười, lại tựa như có chút đau đầu, thôi, không đề cập tới nha đầu làm ta mệt lòng này nữa, ngày mai tìm thời gian, chúng ta đi thanh vân tiểu viện một chuyến, rõ. Ông cửu nghiêm nghị nhận lệnh, vù. Ngay lúc này, thủy lão đã quay về, thủy lão vái nói, chủ thượng, Vĩnh Vương đã mang con hắn hạ tỉnh Vũ đưa vào trong địa lao tông tộc, cũng ra lệnh y ba năm không thể ra ngoài. Mặt khác, Vĩnh Vương mong có thể giáp mặt hướng chủ thượng thỉnh tội, người trung niên áo vải nhíu mày, hừ lạnh nói, làm con cháu hoàng thất, lại cấu kết thiên yên ma môn lũ tà ma kia, Vĩnh Vương chỉ làm ra trừng phạt như thế, hắn xoay người bỏ đi, lão cẩu, ngươi lại đi mang thái độ của ta nói cho Vĩnh Vương, hắn nếu còn không rõ nên làm như thế nào, ngươi giúp hắn hiểu. Thanh âm còn phiêu đảng, bóng người hắn đã biến mất ở trong bóng đêm. Rõ. Thủy lão không người nhận lệnh, đêm đó, Vĩnh Vương Phủ, Tu Vi Hạ Tĩnh Vũ bị phế, trở thành một hạng người phàm tục, vây cánh có liên quan với Hạ Tĩnh Vũ đều bị xử tử, chỉ là tin tức, lại bị phong tỏa ở Vĩnh Vương Phủ, người ngoài đã không cách nào biết được, cái gọi là uy thế, đại khái như vậy, Thanh Vân Tiểu Viện trúc trậm xanh rì, đình đài lầu cát, nước biếc vần quanh. Ngọc lâu cung điện đang xen tỏa ra khí tức cổ kính, đơn giản trang nhã tinh xào. Dưới bóng đêm, đèn lồng màu đỏ treo cao cao, quang ảnh sáng rõ, ấm áp yên tĩnh. Ngoài ra, trong thanh vân tiểu viện còn có nhã thất ngồi thiền tĩnh tu, có đài ngọc uống trà ngắm cảnh, có mật thất luyện đan, luyện khí cần. Vô luận bố cục hay là trang sức cùng bài trí đều lộ ra một khí tức thanh quý phi phàm, ngay cả cá nuôi trong hồ nước cũng là linh lý, lý, cá chép, cực hiếm thấy màu sắc rực rỡ, một con đã đáng giá 10 khối ngũ phẩm linh thạch. Mà linh lý màu sắc rực rỡ như vậy, trong hồ nước lui tới thành từng đàn, tóm lại, trong thanh vân tiểu viện này lớn đến phòng ốc kiến trúc, nhỏ đến mỗi cành hoa ngọn cỏ, đều độc đáo, lộ ra một khí tức thanh quý chỉ có trong năm tháng lắng động lại mới có thể cảm nhận được, một tòa nhà như vậy, ở trong phường thanh long thành cửu đỉnh tất đất tất vàng, tiếp giáp đường cái chu tước, diện tích khoảng trăm mẫu, một bên của Thanh Vân Tiểu Viện, đó là Hồ Kim Lân, tiếng tâm lừng lẫy thành cửu đỉnh, hồ này là bảo địa thanh tú hạng nhất, làm thiên địa nguyên khí khu vực phụ cận phường Thanh Long, cũng so với nơi khác dày nặng nồng đậm hơn xa, nơi này không tệ. Tô Dịch gật đầu, sau khi đến Thanh Vân Tiểu Viện, hắn đã giao nguyệt thi thiền cho Bạch Vấn Tình, do Bạch Vấn Tình an trí ở trong phòng chuẩn bị cho hắn, tính đêm nay sau khi dưỡng tinh xuất thuế, liền giải trừ vua ma độc cổ trong cơ thể cho nàng tô tiền bối hôm nay thiếp thân sau khi tới vân trạch lâu bạch vấn tình mang tình hình hôm nay ở vân trạch lâu một năm một mười nói ra sau đó trả lại long tước ngọc bội cho tô dịch thang kiếm sâm kia dám có chủ ý với ngươi quả thực đáng chết nguyên hằng rất tức giận trong lòng bạch vấn tình ấm áp dịu dàng nói nguyên hằng đại ca không cần lo lắng nữa thang kiếm sâm kia đã gặp báo ứng đúng rồi đêm nay ngươi cùng tô tiền bối đi đâu? Nguyên Hằng nhất thời chột dạ, lắp bắp nói, cái này, cái kia. Ừm, cái này kể ra thì dài, chờ có rảnh ta kể cẩn thận với ngươi. Tô dịch khinh rẽ liếc Nguyên Hằng một cái, đi lầu xanh một chuyển mà thôi, cần đến mức cũng bách như thế. Các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tô dịch đi về phía lầu các mình ở, dọc theo đường đi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông tước ngọc bội trong lòng bàn tay, trong lòng lại có chút khác thường thân phận hoa tính phong không đơn giản nha thành cửu đỉnh vật giá cực cao tu sĩ bình thường căn bản đừng hy vọng có thể ở trong thành có được một tất đất cắm dùi có thể che gió trắng mưa mà phường thanh long chỗ thanh vân tiểu viện này nếu không phải tông tộc lớn thế lực lớn cấp bậc đứng đầu trong thành cửu đỉnh dù tiêu phí nhiều tài phú nữa cũng đừng mơ ở trong phường thanh long có được nơi đặt chân hôm nay chỉ dựa vào một khối ngọc bội đã có thể khiến Vân Trạch Lâu sắp xếp một tòa phủ đệ như vậy, thân phận hoa tính phong sao có thể đơn giản, càng miễn bàn Vân Trạch Lâu còn bởi vì khối ngọc bội này, trực tiếp mang thang kiếm xâm gã con cháu dòng chính thế lực lớn này hung hăng thu thập một trận, tất cả cái này đều đủ để chứng minh, thế lực sau lưng hoa tính phong mạnh cỡ nào, đương nhiên, tô dịch cũng không để ý những thứ này, hắn chỉ là thông qua việc này, làm ra một cái suy đoán, mà suy đoán này đã có liên quan với Long Tước Ngọc Bội, cũng có liên quan với chủ nhân của ông cửu kia, hết tập 71